Cương Nguyễn cho quý cô chú anh chị và các bạn rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ sáu 14 tháng 10 2022, còn đến đây là 9:35 sáng. Hôm nay cùng tiếp tục quay trở lại đây để chia sẻ cập nhật gỡ cho mọi người về các công trình cửa ra ngầm metro ở phía bên hông chợ Bến Thành cửa Tây. Hãy xem về tiến độ lắp gạch ở phía bên hông chợ Bến Thành này nhé. Qua cũng có đến đây quay để gửi cho mọi người về việc lắp gạch ở phía bên hông cửa ga ngầm metro phía cửa Tây bên chợ Bến Thành. Nay mọi người có thể thấy là mấy anh đã lắp gạch ở phía ngoài này rồi nhé. Cường xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn video mới tiếp theo. Nhớ nhấn like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Cường nha. Cường rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã xem và theo dõi ủng hộ cho kênh Cường. Kính chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, an lành và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như công việc. Bye bye, hẹn gặp lại.